第一周。Yo, hello, 大家，我是老黄。今天这一期视频又是非常厉害的一期哈。今天呢，老黄要体验越南私房菜、美女私房菜这样子的这个服务呢，很别致，有没有？也是老黄第一次体验了。那今天非常有幸，老黄的朋友给老黄安排的，在家里面有美女到家里面做菜，做的是越南正宗菜。赶紧跟着老黄镜头看一下，这样子的体验如何吧？应该是妹妹了。Hello, 早安。先找hôm nay có phải là em đến đây nấu cho anh ăn không? Hôm nay em sẽ chuẩn bị cho anh một số những cái món mà người Việt hay nấu, cũng rất là dễ ăn thôi. OK, 好，那现在玲玲小姐姐呢？北部的玲玲小姐姐在河内的哦。好，她已经到老黄家里面了，那就先让玲玲小姐姐做一个自我介绍。thế thì em giới thiệu bản thân mình đi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Ngọc Linh và ngày hôm nay thì Ngọc Linh rất là vui khi mà được đến nhà anh Phong và chuẩn bị cho anh rất là nhiều những cái món ăn ngon của người Việt. Và nếu như mà những ai mọi người đang tò mò xem hôm nay mình sẽ nấu những cái món gì thì mọi người hãy nhớ là theo dõi đến cuối video nhé. 好，那现在呢，老黄就和Linh小姐姐一起去市场买这些我们需要的食材。Thế bây giờ mình đi chợ mua đồ đúng không? OK, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi chuẩn bị nguyên liệu nhé. OK, thế thì mình bây giờ bắt đầu đi thôi.Cho em tầm 300g thịt lợn xay để em làm canh thịt bằm. Không hiểu chứ. Hôm nay chúng ta mua cái 40 cho tròn. Chúng ta là làm một món gia truyền của Việt Nam. Cái này là phần nào của lợn đấy chị? Đây là than. Than à? Được, than cũng được. Tại vì mình sẽ xay ra, Đó là canh mà. Chị ơi.Cà chua. Giá nữa. Cà này anh được chưa? Được. Này hơi nhiều đấy. Không sao. Đấy, hành tím. Bây giờ tỏi. Em lấy mấy cây? Ít thôi chị ơi. Nhỏ, có nhỏ không chị? Có cái bông này nhỏ nhỏ không? Đấy, em vừa rồi đấy. Vâng, em để trang trí rồi em ạ. Cho em cà chua với cà rốt nhá.Nó sẽ dùng để trang trí cảm giác cái bữa ăn của mình trông nó sẽ đẹp mắt hơn. OK. Đấy, quả cái ơi. Cho em tầm 4 quả. Chị có bổ không chị? À. Cho em thêm với cả một bắp ngô ngọt chị nhá. Ơi, em xem ở đấy có cà rốt chưa? Túi ấy.chưa có cảm giác bắp cà rốt nữa chị ơi, một bắp cà rốt nữa nhá, một ít thôi, một cục, một nắm như này. Vâng, đấy là được rồi ạ. 10.000 đồng ạ. Anh ơi, 10.000 đây ạ. Cháu cảm ơn ạ. Hạt tiêu, có bột năng gì cho em luôn nhá. Vâng, nấm hương nàyvớ i cả hạt tiêu ạ. OK ạ. Có bột chiên giòn của những hãng nào hả chị? Mezan à? Có của Vinh Nhật hay gì không? Mềm luôn. Alo, quay em. Tưởng bạn ơi.Chị cười tươi đây, người ta thấy chủ tươi người ta mới đến mua. Đường, giỏi, 4 cái đấy cho em. Hết rồi đấy. Hết rồi ạ. Mua một thịt gà đây. 38.000, hôm nay số 38 rất nhiều nhá. Nãy giờ mua toàn hết 38.000 thôi. Bây giờ thì toàn bộ đồ đã mua hết rồi. Rồi cùng Linh Linh 小姐姐一起回去做菜. Thế bây giờ mình về nấu thôi. OK. Cái nào OK không? Đấy, cái đó là mình mua thịt gà. 好的，我们现在从市场回来啦，买了很多东西。那今天呢，玲玲小姐姐会给老黄做这个鱼露鸡翅，然后还有水果也买了，然后饮料，然后一些调味品，因为不常在家里面做饭做菜，然后还有这些蔬菜，哦。待会呢会做一个越南比较经典的这个家常菜的一个汤吧，开胃的一个汤，然后这些就是主要的这些食材啦。
那现在玲玲小姐姐回到来，直接就是马不停蹄的就开始给老黄做饭做菜了哈。cái này là mình đang phải băm tỏi và sau đó thì chúng ta sẽ cùng làm với cả những nguyên liệu này. Ok. Hình như là có rất nhiều món Việt Nam đều dùng đến cái dứa đúng không? Đúng rồi. Ở hầu như thì người Việt Nam rất là thích cho dứa vào canh vì nó sẽ tạo cái độ ngọt cho canh. Wow, đây là hôm nay Linh Linh 小姐姐 có thể học được Việt Nam rất trân trọng các món địa đạo gia tràng cai. Thế bây giờ mình bắt đầu thôi em. Ok nha. Thế bình thường em có hay ở nhà nấu ăn không? Em có. Hầu như là ngày nào em cũng sẽ phải đau đầu nghĩ xem là hôm nay sẽ ăn gì. Bởi vì là khi mà chúng ta nấu ăn ấy thì mình muốn là nấu cho đại gia đình thì nó sẽ đa dạng các món hơn. Kiểu như vậy á. Cái này thì mình đang Thế có món gì mà em kiểu giỏi nhất không? Nấu kiểu ngon nhất? Món giỏi nhất á? Thực ra thì em biết nấu khá là nhiều món. Thế mà còn để mà nói em tự tin nhất thì có lẽ là món cánh gà chiên nước mắm. Cánh gà chiên nước mắm. Ê, hôm nay có ở đây. Đây chúng ta sẽ có cánh gà chiên nước mắm. Em sẽ tưởng hưởng là cái đai này của em. Dạ. Đây, chúng ta sẽ thái dứa ra nhé. Mọi người sẽ thái dứa, nó sẽ có một cái độ dày vừa phải thôi. Bởi vì dứa nó sẽ tạo cho cái độ ngọt của canh và nó tạo màu cho canh cực kỳ là tốt. Nào, cảm thấy Linh Linh 小姐姐她在这个市场买东西的时候，哇，就是她对这些菜的这种名字啊，还有需要用到食材什么都非常的专业哈，啊，非常专业，一看就知道经常下厨的人了。Thế em có biết nói tiếng Trung không？Mình biết một số từ đơn giản. Ví dụ. Ni hao. Ni hao. Wo shi. Tên của em nếu mà nói tiếng Trung là Linh Linh. Linh Linh. Wo shi. Linh Linh. Wo shi Linh Linh. Linh Linh hả? Đúng. Em đoán là nghĩa là gì? Nǐ hěn kě ài. Nǐ hěn kě ài. Mình đến từ Hà Nội. Em rất là đáng yêu. Mình đến từ Hà Nội. Ngọc Linh nghĩ là thế. Nhưng mà mình cũng khá là thích tiếng Trung. Thế nên là trong thời gian tới thì Ngọc Linh nghĩ rằng là mình cũng sẽ học thêm một số tiếng Trung. Bởi vì mình đang khá là quan tâm đến những cái tour du lịch đi Trung Quốc. Được. Có thắc mắc về cái tiếng Trung thì có thể cứ liên hệ với anh. Dạ. Mọi người chỉ cần thái một cái miếng như thế này thôi. Một thái miếng vừa ăn. Quan trọng là nó sẽ tạo màu cho canh của chúng ta. Thế là đã xong dứa rồi. Mình sẽ để gọn vào một phần, sau đó mình sẽ đi rửa ngô. Cà rốt này thì mình sẽ cho vào súp. Nhưng mà bây giờ là sơ chế nguyên liệu nên là chúng ta sẽ phải làm hết cái bước này đã. 好, 那老黄也不能闲着，要帮一下小姐姐，好吧？啊，现在吃一块这个。rất là ngọt. Dứa ngọt nếu mà khi mà mình mua dứa ngọt ấy thì khi mà lên canh ấy thì nó sẽ khá là khiến cho cái nước của chúng ta nó ngọt hơn. Thế bình thường em có thích ăn không? Bình thường á, có. Em còn thích ăn dứa, tại vì uống nước ép dứa thì nó sẽ khá là tốt cho sức khỏe của phụ nữ. Sao mà phụ nữ con trai không uống được? con trai cũng uống nước dứa mà. Hôm nay trong ba món này thì em thấy là món nào là khó chế biến nhất? Nếu mà khó nhất thì chắc là món súp, tại vì món súp là chúng ta sẽ vừa phải luộc gà này, vừa phải sơ chế các cái rau củ và sau đó mình sẽ phải cho thêm cái bột năng nữa. Thì cái món khai vị này nó cũng sẽ là cái món lâu hơn những cái món còn lại. Thế em chính thức biết nấu ăn thì là tầm bao nhiêu tuổi? Chắc là từ cấp 1. Tại cấp vì 1 cấp 1 thì em sẽ hay phụ mẹ. Xong rồi dần dần lớn lên, từ cấp 2, cấp 3 thì em đã có thể tự nấu được rồi. Nhưng mà hầu như là ở Việt Nam, đặc biệt là con gái, hình như ai cũng biết nấu ăn. Con gái Việt Nam rất là thích nấu ăn. Cũng rất là... Người ta gọi là nữ công gia chánh. Đó, và thích nấu ăn cho gia đình. Mình nghĩ đến một cái độ tuổi nào đấy rồi thì chúng ta cũng sẽ muốn chăm lo cho người thân yêu trong gia đình hơn. Thì mọi người cũng kể cả không biết nấu ăn thì tự nhiên lúc đấy là cũng sẽ biết nấu ấy. Không biết cũng phải biết. Không biết cũng phải biết. Vậy cái này thì mình sẽ để hết vào trong rổ. Để cho nó gọn. Cái này để làm gì? Cái này để em đi mua. Chúng em đã biết là sau này một phụ nữ rất là biết chăm lo gia đình. Người vợ quốc dân à? Đúng rồi, kiểu như vậy. Ở Việt Nam nếu mà những bạn nữ không như em không biết nấu nướng thì có lấy được chồng không em? Thế thì em nghĩ là sau cái câu hỏi này sẽ rất nhiều bạn nữ là chăm chỉ nấu ăn đấy.
Đây là một cái bát nấm hương mà nãy thì Ngọc Linh đã ngâm rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị thái ra. Thế bình thường nhà em hàng ngày cũng ăn mấy món kiểu kiểu như vậy thôi. Vâng. Thì với cái món này là nó là những món mà khá là dễ nấu. Thì khi mà ở nhà thì nhà em cũng hay nấu món này. Nhưng đây là hôm nay thì Ngọc Linh sẽ muốn đãi Anh Phong những cái món thuần Việt. Để mà khi mà mọi người xem thì mọi người cũng sẽ biết là ở Việt Nam thì người ta hay ăn những món gì là nhiều nhất. Thế bình thường đến Tết thì là ai là người nấu? Nếu mà đến Tết thì lại quá là nhiều người nấu luôn. Bởi vì là lúc đấy thì các bạn học sinh thì cũng nghỉ học rồi. Và khi mà đến Tết thì cũng là cái thời gian để mà gia đình quây quần bên nhau. Thì lúc đấy thì Ngọc Linh cũng sẽ nấu này, mẹ cũng sẽ nấu này, mẹ cũng sẽ nấu này. Thậm chí là cả bố của mình cũng có vào bếp cơ mọi người ạ. Đấy, thế nên là mình nghĩ rằng là Tết là cái thời gian mà hợp lý nhất là để gia đình có thể quây quần bên nhau đấy. Là để chọn. Về cho chó ăn. Nói chuyện buồn cười. Anh nuôi chó mà. Anh á? Em cũng nuôi chó đấy. Anh rất là thích chó luôn. Thái với bụng. Nhưng Việt Nam 女孩子真的每个人都非常能干啊。反正在越南的话，老黄觉得每个女生基本上做家务啊、做菜啊都很厉害，会做菜，然后也特别能干。你先炒吧，干。那接下来的一道菜就是这个鱼露鸡翅。cái này là cái gì em? Mình sẽ làm món cái này nó sẽ là gia vị. Gia vị. Thì chúng ta sẽ ướp một tí thôi cho nó mặn một tí. Sau đó là tí nữa thì chúng ta sẽ chiên với cả bột. Mình sẽ để ở đây để nó ướp. Vớt ức gà ra. Xong rồi bắt đầu thái nhỏ nhỏ đó. Cái này thì mình có thể là xé. Xé. Dùng tay. Phải đợi nó nguội một tí đã. 那他们越南的这一道羹呢，这个鸡胸肉是要用手撕的这个方式来去弄的。贝尔粥啊，我罗。等会。首先是放这个玉米，放这玉米粒，将它煮熟。还有香菇。听你嘛，点点越南嘅题，嗰món gì mà kiểu nhà nào cũng sẽ nấu không？ Thịt nướng xá xíu。Ồ, thịt nướng xá xíu á? Đúng. Thịt nướng xá xíu, thịt luộc á. Thịt luộc có này, thịt nướng xá xíu có này. Thế em đã sang Trung Quốc bao giờ? Em chưa. Em rất là muốn đi Trung Quốc. Hy vọng là thời gian tới thì em có thể đến Trung Quốc chơi. Em muốn đi chỗ nào Trung Quốc? Em muốn đi Cáp Nhĩ Tân. Muốn đi Trùng Khánh. Muốn đi Quảng Châu. Muốn đi rất nhiều nơi thế á? À, đặc biệt là Thượng Hải nữa. Ở Thượng Hải không? Wow, Thượng Hải ở Việt Nam quá là nổi tiếng rồi. Hỏi ai cũng bảo là muốn đi Thượng Hải. Thượng Hải rất là đẹp. Thì ví dụ nhá, đến Thượng Hải, việc đầu tiên em sẽ làm ở việc gì? Em sẽ ăn những cái món đặc sản ở đấy. Bây giờ bắt đầu xé cái. Đúng rồi, bây giờ em sẽ xé cái này ra, xé thịt gà ra. Thực ra khi mà mọi người luộc ấy, mọi người chỉ cần luộc sơ để cho nó chín cái phần bên ngoài thôi. Sau đó thì mọi người sẽ cho mấy cái này vào trong trong nồi đó. Chúng ta xé nó ra. Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu chi xương nhau nè. Dùng sổ sư cái phương sư và nó nông hảo. Rồi hôm nay đại hội chú phong lại cái gân lì mẹn. Thì thật ra món này nếu mà không dùng cái ớt gà thì sẽ dùng thịt gì em? Thực ra thì mình có thể là mọi người dùng thịt băm cũng được. Thịt băm. Nhưng mà thường thường ngon nhất thì người ta hay làm súp gà. Súp gà ngu nấm. Súp cua. Đấy, súp cua có. Đấy, tùy mọi người muốn ăn thịt gì cũng được thôi, mọi người có thể là cho vào. Đây, sau này chúng ta sẽ cho vào súp đây. Cái này mình sẽ cho lửa nó nhỏ một tí nhá. Làm cái này thì mọi người nhớ là rửa sạch tay. Vì chúng ta sẽ xé cái gà này ra. Không sao, miễn là em nấu thì đau bụng anh cũng không sao. Còn nói về cái đồ ăn Trung Quốc thì có món gì mà em biết và em muốn ăn không? Món ăn Trung Quốc á? Ừ. Đậu hũ thối. Đậu hũ thối. Chữ công nó hiện nay chưa xoan sư khoai hoàn thành.
Cái súp này thì phải cho vào nước mắm mới ngon đó. Cái này thì nó sẽ dậy mùi, nó sẽ khiến súp của chúng ta nó thơm hơn. Bột năng. Mình sẽ cho bột năng ra một cái bát. Tiến trong một ít thôi. Đố mọi người biết nhá, bột năng thì nó giống một loại bột nào và nó được làm từ gì? Thường thường nghe bột năng thì mình sẽ nghe đến cái tên nó khá là kiểu xa lạ, nhưng thực ra nó là một trong những cái nguyên liệu được làm bằng từ sắn dây. Thế nên khi mà mọi người cái mộc củ bán ở chợ. Đúng rồi. Nhưng nó là một phần tạo nên sắn dây chứ không hẳn là sắn dây. Đó. Bây giờ mình sẽ cho cái này vào nhé. Một lúc sau mọi người sẽ thấy nó sẽ có một cái độ quánh của súp. Còn cho trứng vào nữa đúng không? Đúng rồi, để tạo vân. Trứng này nó sẽ đóng cái vai trò là tạo vân. Cái đoạn này thì anh có thể quay. Phi thường chuyên nghiệp của chị gái. Thằng Linh Linh, chị gái, đánh đạn cái thủ pháp rất là tốt. Bánh gato á? Có, em rất là thích làm bánh ngọt. Thấy trên mạng có những bài hướng dẫn mà làm bánh gato bằng cái nồi chiên không nhỏ. Có, bánh bông lan. Đó, nó đã dần quánh lại rồi đây này. Wow, đúng theo nhà hàng luôn. Đợi một xíu nữa thôi thì chúng ta sẽ cho nó vào. 好, 这个的话就是越南的这个非常正宗的这个羹啦。 最后一个步骤, 就是把这个蛋液给倒进去这个羹里面。 哇, nó sẽ có cái vân đó. Nó sẽ có những cái vân này này. Để xuống đi. Cái này nó đang rất là sôi. Hay là em mở quán luôn đi. Em thích nấu ăn thế nhưng mà mở quán thì nghe hơi to nhỉ. Để suy nghĩ trong tương lai biết đâu là sẽ mở thì sao. Lúc đấy anh Phong phải đến đầu tiên. Tương nghe mà. Chỗ ảo trứng nó khác hẳn. Đúng rồi. Nó sẽ có một cái màu này, một cái độ vân này của trứng này. Rất là đẹp và độ sánh của súp. 好, 现在令小姐姐试菜. Hơi nóng, cẩn thận. Rất là ngon. Ngon hả? Thế thì anh cũng phải thử. Lão Hoàng ở bên cạnh quan sát lâu như vậy à? Cuối cùng đã đến lúc thử thách thời gian, Lão Hoàng cũng thử xem. Rất là rất là ấm lòng, ăn vào cảm thấy vị rất là tốt, rất là thoải mái. Mùa đông, ăn con gà rất là ngon. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm cái món thịt gà lục. 哦, 首先是要油炸一遍的。 Cái phần lăn bột này thì nó sẽ giúp cho cái món của chúng ta nó giòn hơn. Cánh gà nó sẽ giòn hơn. Em khi thoảng rảnh thì em cũng sẽ có đi bơi. Em biết bơi hả? Dạ, em biết bơi. Đi bơi, còn gym thì em ít lắm. Thường thường thì em sẽ nhảy. Cả... Ồ, em biết nhảy hả? Vâng, em biết nhảy và múa thì nó cũng sẽ có một cái sự dẻo dai cho cơ thể của mình. Mọi người em có là, thể tập em là một bạn nữa quá nhiều bạn đi. Biết nấu ăn. Thank you. Làm MC. Thank you anh. Ai mà sau này lấy vợ mà lấy được em thì quá là hạnh phúc. Có tiệt à? Mình chưa có người yêu nha mọi người. Mình chưa có người yêu nha. Tất cả thính đạo mà mình cho thì tôi vẫn đơn thân đó. Nếu mà có người nước ngoài tán em thì sao? Thì thực ra nó có nhiều vấn đề mà, nhưng mà sẽ khá là thích. Đối với cá nhân em thì thật ra là người nước nào chả được, đúng không? Đúng rồi. Quan trọng là mình... Đẹp trai không phải tất cả nha mọi người. Đẹp trai không phải tất cả nha. Yu lu chi chi, hiện tại trả được kinh hoàng, rất là có sử dụng, khăn được chưa? Tí thì rồi. Rồi, đây mình sẽ làm cái này. Xin xin chu lu đa chi chu. Quán sư chu hô nào, hôm nay hay nông nâng gà yu lu đa nâng gà chang chu. Gao hô tay chien y biên.
那今天这一道非常好吃的鱼露鸡翅就大功告成。Bây giờ thì chúng ta sẽ làm sốt nhá. Mình sẽ làm sốt mắm tỏi để cho lên gà. Đầu tiên là mọi người sẽ phi cái hành này và tỏi lên cho nó thơm. Nó sẽ hơi se một chút. Và cho mắm vào đấy thì là quá đỉnh luôn. Làm hết nước chấm là chuẩn bài. Sau đó sẽ cho thêm đường. Bù yi hui de gong fu, à, 3 đạo cài jiu kuai wan cheng le. 3 đạo de shi Yue Nan fei chang di dao de jia chang cài ha. Còn cho thêm nước nào đó không ạ? Linh Linh xiao jie jie de bai pan à. Wow. Thì đây chính là cái gà chiên nước mắm. Cái này sẽ ăn với cơm. Có món súp đây. Wow. Lại đâu? Giá đỗ và lạt nó thành canh. Cuối cùng một món à, Việt Nam là khai vị thang. Xào một bên, xào ra cái chất nước này. Không biết không biết, Linh Linh 小姐姐 đã làm được gần 1 tiếng đồng hồ cái món ăn này rồi. Có thể miễn không ạ? Được. Đừng hâm tiếc rồi. Được. 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 Nhiều thịt quá. Hơi nhiều thật. Đấy, anh gọi là ý. Ờ, đúng rồi, lúc đấy. Nó không ít đâu. Đó. Rồi, sắp xong rồi này. Và Yue Nan cài lì mên là sự tuyệt đối không nên xảo cái gà lụt đó. Vì vậy, mọi cài đều phải phang một chút. Mắm mà. Ai cũng thích mắm hết. Ai cũng thích nước mắm hết. Hôm nay là công trình công nhất của chúng ta, Linh Linh 小姐姐 Của hành siêu to khổng lồ. Wow, hành lá gì mà to thế. Hành siêu bự. Hả, cuối hôm nay thì cho phan đậu đá. Rồi chúng ta lỗ lơ yê. Dạ. Cho gia vị. Cho cái này mì chính. Đây là gia vị. Gia vị khác mì chính. Cái này nó sẽ có con muối. Hôm nay là thật sự rất là cảm ơn Linh Linh 小姐姐 à. Giang Lão Hoàng ở nhà mình có thể thưởng thức được cái món đi đạo, cái món chân chính của Việt Nam gia chẳng cài. Đây không phải là mình đi ngoài khách sạn đi ăn được, phải không? Và ở nhà mình làm rất là tư nhân, rất là, như thế nào? Nói chung là cũng là một trải nghiệm rất là tốt. Nó chắc chắn là khác với những它肯定是和你们去外面饭馆吃是感受是不一样的。再给你了，撒上了。哎，撒上了。那我们先喝饱，得叫它，nước của nó sẽ trong hơn。啊，厨艺高超，应该看 M 了，带给瓜阿顶。啊，谢谢。顶一，滚环桥。顶一滚环桥。谢谢。啊，玲玲小姐姐发音非常准，发音那准。khi nào sắp xếp được thời gian thì em phải học thêm tiếng Trung đi. Dạ. Thì sang Trung Quốc du lịch. Du lịch thì không cần nhờ phiên dịch, em cũng đi khắp nơi được. À, mấy là người Trung Quốc có biết là tiếng Việt không ta? Thấy kiểu người Việt biết nói tiếng Trung nhiều người lắm, biết nói tiếng Trung nhiều hơn những người Trung Quốc biết nói tiếng Việt. À. Hiện tại là, 就加葱花，让整个汤呢更加的清香一些。Cái này là gọi là hẹ đúng không? Thì bởi vì là nó khá là to. Còn hành thì nó chỉ bé thôi. Cho mọi người xem. Thì đây là cái... Đây sẽ là một rau mà không thể thiếu trong món canh chua này. Đó chính là mùi tàu. Mùi tàu. Mọi người có thể phân biệt mùi tàu đó chính là nó sẽ có gai.
Đấy, mùa dầu sẽ có gai nha. Đó, là canh của chúng ta đã gần xong rồi. Hình như là lá này rất nhiều canh đều cho vào được không? Đúng rồi, nó khá là đa dạng. Và nó sẽ giải ngấy khá là tốt. Canh chua chưa? Rất là ngon. Cuối cùng một món, đại công cao thành, trải nghiệm vẫn rất là tốt. Nên biên và chị em nói chuyện cuộc sống, rồi còn có thể xem chị em nấu ăn, còn có thể học học món ăn Việt Nam. Wow, trải nghiệm như thế này thì rất là tốt. Cảm ơn. Chúng ta sẽ bao giờ bán nha? Cảm ơn. 回到家里面，哈，菜是热的，人是很热情的。 还结什么婚呢，是吧？ 哎， mình sẽ set up lại bàn cho nó đẹp mắt hơn nhé. Đây, cái đi cho này. À, 我们再把这个红葱酥， 把这红葱酥放上去。 现在就等小姐姐给我们打饭，然后吃饭了哈。 好，真的非常感谢哈，玲玲小姐姐的这个厨艺，不得不说真的是太好了，看着就非常的吸引人。要不再明安胎？嗯，chúng ta sẽ ngồi ăn nha。好，那我们这个越南家常菜，它的手艺非常棒哈，做的就是非常看起来非常有食欲。Thì hôm nay là cảm ơn em nha, đã ăn nấu mấy món rất là ngon luôn. Có là những cái món khá là đơn giản thôi, hy vọng là mọi người cũng sẽ có thể là xem video một cách thư giãn nhất. Đúng rồi. Xong rồi mọi người có thể học theo. Ok, thế thì bây giờ để anh thử ăn xem là có hợp khẩu vị của anh. Được không? Mấy điểm? Thiên quá thì em lại, sau này sẽ không tiến bộ được. Nhưng mà em vẫn cho 10 điểm. 10 điểm. Nên là mình cái Việt Nam cái cơm này được làm rất là ngon. Nhưng mà khi mà mọi người ăn thì sẽ ngon hơn. Bây giờ anh thử cái kính. Đây là tôi. Ok. 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 Đối với cái món cánh cánh gà trên mắm này thì chúng ta sẽ ăn với cơm nha mọi người nhá. Mình sẽ làm cái khẩu vị nó sẽ hơi mặn một chút để mọi người có thể là ăn được với cơm. Cái cơ gà trên mắm này thì chúng ta sẽ ăn với cơm nha mọi người nhá. Mình sẽ làm cái khẩu vị nó sẽ hơi mặn một chút để mọi người có thể là ăn được với cơm. Cái cơ gà trên mắm này thì chúng ta sẽ ăn với cơm 配合这个米饭吃特别好吃 cái này cũng là mà khi mà ăn với cơm thì rất ăn được rất là nhiều cơm. Đúng rồi, nó đây là một cái món mà nó khá là đưa cơm và khiến cho mọi người có thể là ăn nhiều hơn bình thường đấy. Đúng rồi, đúng rồi. 那今天, Linh小姐姐真的非常辛苦啊，就是站了一个多小时，然后就不停的就是做菜啊，然后忙前忙后的，真的非常感谢哈。然后还有这一道这个汤，那老黄也喝一下，要不然你喝给跟你先。Yeah. Ở trong bữa cơm này thì mình sẽ có làm 3 món. Một là món khai vị là súp gà ngu nấm. Hai là món chính đó chính là cánh gà chiên mắm. Và ba là món canh để mọi người có thể là ăn nó đỡ bị khô hơn. Đó chính là canh chua thịt bằm. Cái vị này của chúng ta thì nó sẽ thiên về vị hoa quả hơn. Thì khi mà mọi người ăn mọi người sẽ cảm thấy đỡ ngấy khi sau khi chúng ta ăn đồ chiên cánh gà chiên mắm ấy. Chuyên nghiệp, rất là chuyên nghiệp. Lão Hoàng cũng phải cho cô gái này đoan trà đao sủi, không thì thật sự là không đi được nữa. 那现在就话不多说了，就是我要跟玲玲小姐姐吃饭哦。今天体验这个越南美女私房菜哦，很不错啊。以上呢就是今天所有的内容了。哎，你来感恩，哎，你来，福合口味观。那，蒙了，给我人烧，我得安定。哦，那之后，你，我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 ，
tay à? Cảm ơn mọi người đã xem video của tụi mình và mọi người nhớ là ấn follow kênh của anh Hoàng nha. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người trong những cái clip lần sau. 好，那如果要是大家喜欢玲玲小姐姐的话，希望玲玲小姐姐以后再上镜的话，可以在评论区告诉老黄，好吧 ？OK，Teddy 不是明早梦也推，拜拜。